hôm bữa tôi hơi lớn tiếng với ông, chứ không có ý gì hết á. Tôi quên rồi. Quên. Ông quên chứ tôi không có quên đâu nghe. Bữa ông nói cái gì á tôi nhớ hết á. Nói cái gì mà lo cho tôi đồ, rồi cuối cùng có lo được không vậy? Hả? Vài 300 ngàn á tôi lo được, chứ 1 triệu không lo không nổi. Trời ơi là trời, hôm bữa đó là tôi nổi với ông á, ông nghĩ sao đi 1 triệu e đi có mấy trăm ngàn này cho nào. Nó làm để dành tiền muốn chết luôn á. Để dành nữa hả? Để được nhiêu rồi? 870 rồi. Mô Phật, 870 ngàn. Ghê. Đi không? Để ăn lấy sức rồi đi. Nghĩ gì cho nào? Đi đâu? Vô cổng đâu? Vô cổng làm gì? Mô Phật, tôi nói là nói ông là đi về đó. Ghé đó xíu thì về. Tôi tán vô mặt ông bây giờ. Cho tôi thể hiện sức mạnh đi. Không cần. Nghĩ sao vậy? Em lẹ lẹ đi mệt quá. Chở tôi về sớm mẹ tuần đi làm nữa nè. Ủa chứ không phải nghỉ luôn hả? Nghỉ được bữa nay ngày mai đi làm tiếp. Cái gì vậy? Mới xin vô rồi nghỉ rồi người ta đuổi luôn sao? Ủa làm gì phải xin? Ngày mai. Làm gì? Mai. May đồ. May đồ hả? Ừ. Ủa chứ không làm gái nữa hả?